kính chào quý vị khán giả đang đến với chương trình Nội thất không giới hạn. Thưa quý vị và các bạn, có rất nhiều người, trong đó không ít những người làm công việc thiết kế kiến trúc, thì thang máy chỉ đơn thuần là để chở người và vận chuyển hàng hóa mà thôi. Tuy nhiên, khi mà đời sống con người ngày càng được nâng cao thì không chỉ những nhà cao tầng mới sử dụng thang máy, mà ngay cả những căn biệt thự 2 tầng, 3 tầng, mọi người cũng đưa thang máy vào không gian kiến trúc của mình. Và ngày hôm nay thì hãy cùng Quỳnh Chi đến thăm một số không gian như vậy nhé. Thang máy gia đình trong một vài năm trở lại đây đang trở thành một sản phẩm phổ biến tại Việt Nam. Nhiều kiến trúc sư đã thiết kế thang máy như một điểm nhấn cho tổng thể kiến trúc của cả ngôi nhà. Nội thất, ngoại thất của thang máy cũng đang trở thành một không gian mới để thể hiện sự sáng tạo của rất nhiều nhà thiết kế. Sự kết hợp tưởng như đơn giản giữa các loại vật liệu, kim loại, nhựa, inox, kính trong một khoảng không gian bị hạn chế như chiếc cabin thang máy đã tạo nên những hiệu ứng về màu sắc, âm thanh, tác động mạnh đến giác quan của người sử dụng. Thưa quý vị và các bạn, nhắc tới thang máy thì chúng ta sẽ hiểu bao gồm có kiểu dáng và nội thất của thang máy. Và bây giờ thì hãy cùng chúng tôi gặp gỡ với vị khách mời của chương trình để tìm hiểu về phong cách cũng như là xu hướng lựa chọn thang máy hiện nay. Anh có thể cho biết về nhu cầu sử dụng thang máy của các gia chủ hiện nay như thế nào ạ? Thang máy càng ngày thì càng phổ dụng trong đời sống của người Việt Nam chúng ta. Thang máy nhu cầu bức thiết đấy là đưa con người từ dưới lên cao theo phương thẳng đứng, và đặc biệt là giúp cho người cao tuổi hoặc là trẻ nhỏ dễ dàng hơn. Thang máy nó tạo ra một cái trải nghiệm rất là thú vị, đặc biệt là với những cái thang máy kính như thế này. Đây là một cái thang máy kính, nó là một cái hình tròn và nó đưa cho khách hàng một cái trải nghiệm quan sát toàn cảnh 360 độ. Thì bên cạnh cái thang máy tròn thì có những cái thang máy vuông cũng là thang máy kính, và đây là một cái xu hướng hiện đại để kiến trúc sư cũng như chủ nhà lựa chọn. Và thang máy cũng giúp cho kiến trúc sư một cái không gian sáng tạo riêng. Vậy thì còn xu hướng lựa chọn thang máy hiện tại có những phong cách như thế nào, và anh có thể phân tích một chút về xu hướng lựa chọn thang máy trong năm 2022 được không ạ? Cơ bản là hai phong cách. Một phong cách là khách hàng sẽ lắp thang máy ở trong cái không gian kín. Yêu cầu về thiết kế kiến trúc sẽ liên quan đến cái trang trí ở bên ngoài cửa thang máy. Đấy là cái đầu tiên. Và bên nội thất bên trong cabin của thang máy thì cabin sẽ cần phải có một cái sự thiết kế độc đáo, và sẽ phải có sự phối hợp giữa kiến trúc sư cùng với cả bên công ty thang máy. Và với đáp ứng được bài toán đó thì thang máy nhập khẩu sẽ đáp ứng được. Và thế còn phong cách thứ hai mà đang được ưa chuộng là thang máy kính. Trên thị trường hiện có rất nhiều thương hiệu thang máy khác nhau để các gia chủ lựa chọn tùy theo tài chính của mình. Mỗi phong cách thiết kế là một tác phẩm riêng, từ chất liệu đến màu sắc, kiểu dáng, để tạo nên phong cách độc đáo cho từng công trình. Bởi vậy mà giờ đây, khi các gia chủ lựa chọn thang máy gia đình không chỉ dành cho các nhà cao tầng, mà với những căn nhà từ 3 tầng cũng có thể lắp đặt thang máy để phù hợp nhu cầu sử dụng của gia đình mình. Đây là căn biệt thự với diện tích gần 300m², được thiết kế 4 tầng theo phong cách hiện đại, với nhiều không gian mở gần gũi với thiên nhiên. Gia đình đã lựa chọn loại thang máy kính trong suốt lắp đặt ngay sảnh chính của căn nhà để thuận tiện cho việc di chuyển và sinh hoạt của 3 thế hệ. Vừa rồi thì anh Thắng có giới thiệu cho Quỳnh Chi một số không gian trong ngôi nhà của anh. Vậy thì khi mà đưa thang máy vào trong không gian này thì ý tưởng thiết kế của anh như thế nào? Ý tưởng của anh thì dựa trên hai cái tiêu chí. Cái thứ nhất là đảm bảo cái công năng. Cái thứ hai là bản thân cái thang máy cũng là một cái để làm cho ngôi nhà đẹp hơn. Ví dụ như là cái thang máy của mình thì là mình đang để là 4 mặt kính. Ví dụ thế thì nó cũng lại là một cái mà nó tạo cho mình cái không gian mở. Thêm một cái nguyên nhân nữa là nó cũng là một cái giếng trời để lấy cái ánh sáng mặt trời từ trên tầng 1 xuống.
Có phải đó chính là lý do mà anh đã quyết định là để thang máy ở ngay chính trung tâm của ngôi nhà của mình không ạ? Cái thang máy mình để ở giữa trung tâm ấy thì nó sẽ có một cái rất là thuận tiện. Cái thứ nhất là việc chia khu chức năng của các tầng ấy, nó sẽ tiện hơn. Cái nữa là thang máy ở giữa ngôi nhà đấy thì mình sẽ có được thêm là cái ánh sáng từ trên trần xuống. Vậy thì khi mà mình đặt thang máy vào trong ngôi nhà thì có tốn quá nhiều diện tích không ạ? Thang máy thì bắt buộc là vẫn phải có thang bộ. Thế nhưng mà mình có thể là mình sẽ tận dụng là mình sẽ cho cái cầu thang bộ nó nhỏ hơn một chút. Thì việc cái thang máy thì là với cả ngôi nhà mình thì mình sẽ không tốn quá nhiều diện tích. Vâng, và rõ ràng là việc mà đưa thang máy vào trong thiết kế ngôi nhà của mình thì giải quyết được rất là nhiều vấn đề trong cuộc sống hàng ngày và sẽ giảm thiểu đi cái sức người của chúng ta rất nhiều đúng không ạ? Đúng rồi, nó sẽ giúp là cái thứ nhất là con cái gần gũi bố mẹ hơn, đi lại cũng thuận tiện hơn. Thứ nữa là gì, là những cái đồ mà mang vác mà ví dụ như là cũng tương đối nặng chẳng hạn thì là cái thang máy nó sẽ giải gánh giúp mình. Và nhất là trong dịp lễ Tết như thế này thì mình lại phải nấu cơm cúng làm cỗ ngày Tết nữa thì bê từ dưới tầng 1 lên trên tầng 4 sẽ dễ hơn rất nhiều. Đúng không phải là bê mà thực ra là mình cũng sẽ không phải bê, bởi vì là trong cái thang máy của mình sẽ có một cái ghế gỗ. Thứ nhất là các cụ đi lại mà mỏi chân có thể ngồi. Thứ hai là tất cả những cái mâm cơm cúng rồi hoa quả rồi bánh kẹo rồi những cái đại là nói chung là những cái đồ để mà giờ thì mình có thể đặt được trên ghế, hạn chế cái rủi ro là đổ vỡ. Cái thứ hai là mình cũng không thể nào đặt trên dưới đất được. Thì để trên đấy thì nó sẽ rất là thuận tiện. Việc lắp đặt một chiếc thang máy cho các công trình nhà ở của các gia đình bên cạnh giúp di chuyển thuận tiện giữa các tầng thì các mẫu mã thang máy cũng được quan tâm chú trọng. Vì thang máy khi bố trí trong một không gian phù hợp sẽ trở thành một điểm nhấn trong nội thất. Bạn, khi mà xã hội ngày càng phát triển, nhu cầu đi lại của con người cần tiết kiệm thời gian cũng như là công sức, do đó sẽ thúc đẩy việc phát triển thang máy gia đình hơn. Và thị trường cũng vì thế mà có nhiều những mẫu mã đa dạng cũng như là giá cả và các nhà cung cấp, tạo cơ hội cho người tiêu dùng có thể lựa chọn được những loại thang máy phù hợp với không gian sống của mình nhất. Có nhiều loại thang máy gia đình với những kích thước và vật liệu khác nhau, hình dáng cabin cũng đa dạng được thiết kế linh hoạt để phù hợp với mọi không gian và nhiều diện tích. Tuy nhiên, khi lắp đặt thang máy, cần chú ý đến vị trí dành cho không gian này phải có sự thông thoáng, hài hòa với địa thế tổng thể của công trình mới tạo được năng lượng tích cực cho không gian chung của gia đình, tạo nên tính tương tác trong sinh hoạt. Bởi vậy, thang máy không chỉ là cách thức vận chuyển mà còn tạo nên một ngôn ngữ nghệ thuật mới cho lĩnh vực thiết kế nội thất. Khi xuất hiện cái thang máy trong cái nhà ở thì nó tôi gọi là một cuộc cách mạng về tổ chức không gian. Lúc đó cái trật tự sắp xếp theo cái trình tự ưu tiên là từ thấp đến cao, từ trung đến riêng, từ động đến tĩnh, nó bắt đầu thay đổi. Tức là lúc đấy có thể để bất cứ vị trí nào trên cái nhà, mà một trong những cái mô hình phổ biến là cái nhà ống khoảng độ 5 tầng là rất phổ biến. Thì khi cái thang máy nó xuất hiện trong đó thì lập tức các cái không gian đấy nó sẽ trở nên linh hoạt hơn. Có thể nói thang máy trong gia đình là một cuộc cách mạng về cải tổ và thay đổi không gian sống. Khi có thang máy, không gian ở được dịch chuyển sáng tạo hơn các không gian truyền thống. Do vậy, nhu cầu đưa thang máy vào trong không gian nội thất của căn nhà như một điểm nhấn là một giải pháp mới góp phần tạo nên tính kết nối của không gian nội thất. Vì vậy mà mỗi thang máy, các kiến trúc sư sẽ có ý tưởng và ngôn ngữ thiết kế riêng phù hợp với yêu cầu của mỗi gia chủ. Trước đây thì chúng ta phải lệ thuộc vào những cái thang máy mà sử dụng cái giếng thang bằng các cái kết cấu chịu lực cứng từ bê tông cốt thép cho đến gạch đặc. Thì cho đến bây giờ người ta có thể làm những cái giếng thang trở nên trong suốt, trở nên vô hình với những cái tường bằng kính, với kết cấu xương kim loại, thậm chí là xương nhôm rất là nhẹ thôi. Thì như vậy, cái thang máy trong gia đình nó xuất hiện như một cái vật trang trí
với bất kỳ một cái không gian nào, với cái phong cách nào thì chúng ta nên sử dụng cái thang máy để cho nó phù hợp. Tuy nhiên là trong nhà ở, tôi đặc biệt quan tâm tới cái đặc điểm là đơn giản hóa cái việc kết cấu chịu lực của giếng thang, tức là làm cho cái giếng thang trở nên trong suốt, ở các cái cabin thang có thể là bằng kính, cửa thang bằng kính, các cái vách thang bằng kính. Nó có hai cái tác dụng, một là cái không gian nó sẽ không chật chội nữa, và cái việc người sử dụng trong cái thang, từ người già, trẻ em vân vân thì cũng cảm thấy rất là thân thiện. Cuộc sống hiện đại cần xây dựng nhà cao tầng để có thêm không gian sử dụng. Trong khi việc di chuyển giữa các tầng nhà lại gặp khó khăn, đòi hỏi phải lắp đặt thang máy để di chuyển thuận tiện và nhanh chóng hơn. Vì vậy, khi lắp đặt hệ thống thang máy gia đình, cần các kiến trúc sư có sự tính toán để hài hòa giữa công năng sử dụng và tính thẩm mỹ trong tổng thể chung của công trình. Một ngôi nhà đẹp phải đảm bảo giữa thiết kế kiến trúc bên ngoài và thiết kế kiến trúc nội thất bên trong. Đối với kiến trúc nội thất, thang máy gia đình đóng góp một phần quan trọng trong việc thể hiện phong cách cá tính của chủ nhà và góp phần tăng giá trị cho ngôi nhà. Khi lắp đặt thang máy cho gia đình thì chúng ta cần phải lưu ý là lắp đặt theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất và cũng phù hợp với cả tiêu chuẩn của Việt Nam nữa. Về thang máy thì bây giờ công nghệ có nhiều, và ví dụ như thang máy có thể đặt được trên sàn nhà rồi này, không cần phải xây dựng, đấy là những cái yếu tố rất là tốt. Và đặc biệt là yếu tố quan trọng về an toàn thì thang máy thủy lực rất là an toàn, và nó an toàn hơn so với thang máy động cơ thông thường. Và cái bao việc bảo hành bảo trì cho thang máy nó cũng thuận lợi hơn. Xu thế bây giờ thì cũng dùng thang máy thủy lực nhiều hơn. Và vật liệu cho thang máy thì có thể là kính hoặc là đá, nhưng mà phong cách tối giản là dùng kính, thì hoặc có thể là sử dụng những cái vật liệu khác để bao che giếng thang. Cửa thang máy thì có thể là mở tự động hoặc là mở bằng tay. Khách hàng cũng cần phải bảo dưỡng thang máy định kỳ theo hàng tháng hoặc hàng quý, thì cái đó sẽ giúp cho thang máy vận hành tốt hơn và được lâu bền hơn. Nắm bắt được nhu cầu sử dụng cũng như xu hướng thẩm mỹ của người tiêu dùng, thị trường thang máy hiện nay khá phong phú và đa dạng với các loại, mẫu thiết kế, thương hiệu và giá cả khác nhau. Tùy thuộc vào kiến trúc không gian của ngôi nhà mà mỗi gia chủ lại có sự lựa chọn cho gia đình mình một chiếc thang máy thích hợp cả về kích thước, hình dáng, màu sắc và phong thủy. Hiện nay thang máy có thể thiết kế may đo theo sở thích của từng cá nhân, chính vì thế thể hiện rất rõ cá tính của gia chủ, đồng thời phối hợp một cách hài hòa trong không gian kiến trúc nhà ở, thể hiện sự sang trọng và hiện đại cho không gian gia đình. Hiện nay, thang máy đã trở thành một yếu tố cấu thành quan trọng trong thiết kế kiến trúc nội thất. Khoảng thời gian đứng trong thang máy, chúng ta có thể khám phá từng đường nét chạm trổ, họa tiết hoa văn của không gian. Và lúc này, thang máy cũng là một phần không gian sống của căn nhà. Chính vì vậy, thiết kế nội ngoại thất của thang máy đã trở thành một yếu tố quan trọng của người sử dụng. Sự xuất hiện của thang máy vừa làm điểm nhấn cho ngôi nhà, vừa giúp tăng giá trị, vẻ đẹp cho không gian mà nó hiện hữu. Chính bởi vậy, thang máy gia đình ngày càng trở nên phổ biến trong đời sống hiện đại. Bằng cách thúc đẩy sự kết hợp giữa kiểu dáng và chức năng, việc biến thang máy thành một kiến trúc năng động, một vật thể mang tính biểu tượng và tinh tế, cộng hưởng với nội thất xung quanh. Không còn là một thiết bị đơn giản, thang máy đã trở thành hành trình trải nghiệm. Từ vật liệu, hương thơm, hình ảnh, ánh sáng, thổi hồn vào chiếc thang máy, để thang máy trở thành những tác phẩm nghệ thuật thực thụ trong tổng thể kiến trúc của công trình, tạo nên những cảm xúc mới mẻ cho người sử dụng trong một tổng thể của không gian kiến trúc hiện đại. Thưa quý vị và các bạn, việc sáng tạo dựa trên vật liệu, không gian và công nghệ, đó chính là những yếu tố để trở thành thứ ngôn ngữ thể hiện những phong cách mới mẻ và độc đáo trong việc đưa thang máy vào không gian kiến trúc trong ngôi nhà của bạn. Và chương trình của chúng tôi cũng xin được tạm dừng tại đây. Xin được cảm ơn công ty cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông, cảm ơn thương hiệu gỗ Minh Long và thương hiệu nội thất Homi đã tài trợ cho chương trình. Cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại.